Hôm nọ là em đã xử lý cho chị về cái vấn đề tạo Đúng ra rồi. thành phẩm đúng không? Và bán hàng rồi, đúng không? Rồi. Rồi. Bây giờ chị sẽ trao đổi với em về cái vấn đề phương pháp giá thành của bên em nhé. Rồi. Có nghĩa là theo như bên em là nó là sản xuất nội thất. Dạ. Mỗi một hóa đơn xuất cho khách là một mặt hàng khác nhau. Có đúng vậy không Ừ. nào? Ừ. Cho nên bây giờ em sẽ làm theo phương pháp tỷ lệ cho chị nhé. Làm cái phương pháp giá thành theo tỷ lệ. Bởi vì bản thân như công ty em xây dựng định mức vật tư thì sẽ rất là khó. Tức là mỗi một sản phẩm mà xây dựng ra được một cái định mức nguyên vật liệu ấy thì nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên vẫn làm được. Vậy em cũng muốn làm không? Chị thấy phương pháp nào mà dễ, nói chung là ok nhất á, thì chị dạy em. Rồi, thế thì chị sẽ đi theo nếu như là phương pháp giản đơn thì Dạ, giản đơn. nó sẽ dễ dễ thứ nhất là dễ làm nhất nhá. Dạ. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn một chút. Có nghĩa là mỗi một sản phẩm như thế em lại phải đi định mức cho nó. À. Đấy, đấy là ưu và chị phân tích ưu và nhược điểm xong rồi mình sẽ lựa chọn nhá. Dạ. Còn phương pháp tỷ lệ Dạ. thì có nghĩa là mình sẽ nhóm theo phân xưởng. Phân xưởng, Ừ. ví dụ như em có bàn thì mình sẽ tạo ra một phân xưởng bàn. À. Ghế, mình sẽ tạo ra một Dạ. phân xưởng ghế và kệ, Dạ. mình sẽ tạo ra một phân xưởng kệ riêng. Dạ. Nếu một công ty nó quá nhiều sản phẩm và các sản phẩm không có một sản phẩm nào giống sản phẩm nào hết thì mình sẽ Dạ. làm theo phương pháp tỷ lệ này. Thì đối với mỗi Dạ. công ty nội thất ấy, thì mình cũng sẽ áp dụng phương pháp giản đơn cũng được mà tỷ lệ hệ số cũng được. Dạ. Nhưng mà chị thấy công ty của em nè là áp dụng theo phương pháp nào là ok nhất, chắc tỷ lệ đúng không? Đúng rồi, tỷ lệ là ok nhất. Bởi vì Dạ. nếu xét cho cùng, đấy là công ty em đang mới, đúng không? Thì Dạ. các mặt hàng của nó đang ít. Thì em có thể làm là xây dựng định mức cho từng sản phẩm ấy. Nhưng Ừ. nó có một cái mặt hạn chế đó là khi em xây dựng cho nó là các cái định mức của sản phẩm này là của phần dùng ghế là phải là cái loại gỗ gỗ này nhá. Có những cái vật tư mình có thể đẩy sang vật tư khác. Thì khi Ừ. em làm theo phương pháp tỷ lệ hệ số thì em có thể là xuất theo phân xưởng, nghĩa là phân xưởng ghế này thì khi nó bổ chi phí nó bổ sẽ bổ theo cái tỷ lệ mà mình chia. Vậy Dạ. thì giá thành của nó sẽ đều hơn. Thế thì Dạ. làm theo phương pháp hệ số tỷ lệ này thì sẽ đơn giản hóa vấn đề cho kế toán. Dạ. Nếu phương pháp này là một phương pháp khó, vậy thì ta sẽ đi thống nhất theo phương án đấy nhá. Dạ. Bước hôm nọ chị đã dạy cho em đó là tạo kho 155, tạo mã thành phẩm đúng không? Chị sẽ đi kiểm tra vấn đề cũ với đã. Em làm có đúng không? Thứ nhất chị chọn lọc tính chất là thành phẩm ở đây. Thành phẩm. Đúng rồi, cách tạo mã như chị dạy là chuẩn rồi nhá. Bước thứ hai, hôm nọ là chị nói bước thứ nhất là tạo mã thành phẩm, bước thứ hai là nhập kho tạm và bước thứ ba là xuất để phản ánh doanh thu bán ra, đúng không nào? Dạ. Bây giờ ta sẽ đi vào bước thứ thực chất của nó là bước thứ tư nhưng mà trình tự của nó lại là phải bước thứ hai của quy trình tỷ giá thành. Nhưng bây giờ em coi như là bước ghi tiếp nào cho chị nào. Bước thứ hai của quy trình hoặc là em có thể nói là cho chị là tiếp theo của cái bước không nọ là bước thứ tư đi. Rồi sau đó thì chị sẽ tự hệ thống lại cho em theo trình tự sau, được không nào? Bây giờ là bước thứ tư nhá. Em Theo là vào gì chị? Tiếp bước theo thứ là tư. quy trình. Bước thứ tư này là thiết lập đối tượng tập hợp chi phí. Em đi. Nhá. Em vào danh mục đối tượng tập hợp chi phí đây. Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Chị giải thích. Nếu như em làm theo phương pháp giản đơn, em đi nhá. Thì đối tượng tập hợp chi phí chính là các sản phẩm mà mình sản xuất ra. Đây, ví dụ như chị đang chọn theo phương pháp giản đơn nhá. Thì ở đây chị chọn nó là loại là sản phẩm. Được chưa? Rồi chọn các sản phẩm như là bàn, các loại bàn đây của bên em đây này, ghế của các công ty em này. Có nghĩa là mỗi một sản phẩm là một đối tượng tập hợp chi phí. Nghĩa là mình khi xuất kho là mình sẽ xuất cho từng sản phẩm. Được chưa? Nhưng mà nếu mình làm theo phương pháp hệ số tỷ lệ thì đối tượng tập hợp chi phí không phải là các sản phẩm nữa mà là phân xưởng.
Vậy ưu nhược điểm của hai phương pháp, nếu như mình làm theo phương pháp gì nhỉ? Giản đơn. Thế là giản đơn nhỉ? Yeah. Thì nó sẽ có một cái mặt hạn chế là rất tạo rất nhiều mã đối tượng thuộc chi phí. Có đúng không nào? Ừ. Nhưng mà độ chính xác của nó rất là cao. Đúng không? Dạ đúng rồi. Độ chính xác của nó rất là cao bởi vì sản phẩm nào ta định mức vào sản phẩm đấy rồi. Đúng không? Cách làm nó sẽ thích xác hơn. Nhưng mà độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Thế quay về công ty của em nhá. Thì yeah, chị sẽ chọn theo phân xưởng. À. Nhá. Phương pháp đến phần giảm này. Phương pháp giảm đơn thì mình chọn là sẽ phần sản phẩm. Đúng, đúng rồi. Những cái này chị chỉ nói thêm thôi. Mình không làm theo phương pháp này. Nhá, chị. Loại là phân xưởng. Chứ loại không phải là sản phẩm như chị vừa nói xong. Vậy có nghĩa là mã, ví dụ nhá, chị ghi là ghế này. Nhá. Tức là chính là phân xưởng ghế đấy. Ghế này, ship trừ PX, tức là phân xưởng ghế. Em ghi cho chị nào, phân xưởng ghế. Nhó, phân xưởng ghế này nhá. Thế thì chị bảo với em là khi mà tạo ra cái mã phân xưởng ghế thì ta sẽ chọn vào cái mũi tên màu đen đây. Thấy không? Nhìn thấy không? Mình sẽ nhóm tất cả những cái sản phẩm ghế vào cái phân xưởng ghế. Em hiểu không? Đây. Và khi đặt các cái mã thành phẩm chị cũng đã dạy em rồi. Có cái chữ ghế giống nhau. Đúng không nào? Và để làm được lọc được canh thì em mình bấm chữ ghế nó ra tự ra hết chị. Chính xác rồi. Không? Đúng rồi. Hoặc không mình đánh tên chưa? Mình không đánh ở tên mà mình phải đánh tự chữ. Dễ không? Dạ. Cho nên ở đây này em nhìn thấy này, nó sẽ đọc chính xác cho mình luôn. Chứ mình làm tên ấy thì có thể là cái lỗi chính tả ấy sai một tí, nó sẽ không ra. Mà cho nên là quan trọng là ở cái mã đặt thế nào cho nó khoa học một tí nhá. Hiểu chưa? Đồng ý. Vậy thì tất cả các loại ghế nó sẽ gom vào đây, chị cấp nhá. Hiểu cái làm cái đã. Thế khi mà mình thêm một cái mã nữa mà mình lại muốn cho nó vào cái mã cái phân xưởng này thì sao? Đúng không? Nghĩa là ở cái tháng 1 này em tính giá thành sản xuất cho phân xưởng này nó phát sinh có từng này ghế thôi. Đúng rồi. Nhưng ở tháng 2, tháng 3 nó lại phát sinh thêm một số ghế mới. Đúng không nào? Dạ, đúng rồi. Thì làm thế nào? Thì em vẫn làm việc bình thường. Vẫn vào bước 1 là tạo mã thành phẩm và cũng đặt theo trình tự như thế. Và bước 2 em vào danh mục chọn đối tượng thuộc chi phí ở đây. Thì ở đây, mình vào đây, mình click vào đây. Vân hiểu không? Để xuống dưới chứ. Đây này. Vân hiểu chưa? Rồi, lại tiếp tục đánh mã ghế. Thì như vậy, những cái nào chọn rồi thì đã có dấu V tích rồi. Còn cái còn lại thì nó sẽ, mình sẽ bấm thêm để chọn nó vào nhóm phân xưởng đấy. Có nghĩa là cái phân xưởng này ta chỉ tạo một lần thôi. Nếu thêm thì ta sẽ bổ sung vào. Em hiểu chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì chị sẽ bấm thêm vào đây, chọn phân xưởng. Tại sao chị lại chọn bàn trước và PX sau, ghế trước PX sau? Bởi vì cái đặc điểm riêng thì chị chọn trước, em hiểu không? Nó có ý cả đấy. Đặt nó cũng phải khoa học, sau này em dễ kiểm soát nhá. Phân xưởng bàn, mã thành phẩm là bàn. Đồng ý chưa nào? Đến đây hiểu chưa em? Dạ. Tóm lại là bên em có nào, có nên hai bàn không? Bàn thì ở đây, mình chỉ chọn những cái loại là bàn thôi và bỏ những cái băng này đi ra này nhá. Bàn phím này bỏ này. Không biết là chị chọn như thế có đúng với nội bộ của em không, nhưng mà chị đang hiểu như thế đấy. Tức là đây, bảng viết này, kệ này. Đây, tại vì thế này. À, lúc nãy giờ mình sẽ bỏ những cái loại từ ra. Vì bởi vì cái phân xưởng bàn của em nhiều. Hiểu không? Bảng tên bỏ ra này. Rồi, tất cả loại bàn đồng tính chất. Tức là có nghĩa là ý của chị là không dùng một cái loại gỗ đó để sản xuất ra loại bàn A, bàn B, bàn C thì ta nhóm vào một phân xưởng. Vân hiểu không?
Nghĩa là thế này, em hiểu cái này, chị nhóm phân xưởng là nhóm theo tính chất đấy, thì mình nên phân ra làm sao cho nó phù hợp để sau này mình xuất vật tư cho nó hợp lý. Chị ví dụ như này nhá, có nghĩa là cái loại bàn A chị dùng cái gỗ lim chẳng hạn đi, em hiểu không? Nhưng cái loại bàn B không dùng gỗ lim mà phải dùng gỗ thường, thì mình sẽ phải phân ra làm nhiều loại là bàn loại 1 phân xưởng, bàn loại 2 phân xưởng, mặc dù nó vẫn là bàn. Em hiểu không? Rồi em hiểu rồi. Có vấn đề gì không hiểu không? Rồi những cái ví dụ như là bảng tên phòng á, là mấy cái đó là cái khác đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Chị đang tính là để tạo ra một cái phân xưởng khác nữa. Chị xem coi, bảng tên phòng này bỏ nè. À còn cái vách ngăn bàn pano gỗ. Cái đấy nói chung là ý của chị là sẽ nhóm theo tính chất. Cái này em phải lựa cho nó phù hợp một tí. Ví dụ như là những cái bàn nào mà dùng một cái loại gỗ giống nhau ấy. Dạ. Hiểu chưa? Nói cùng tính chất một loại giống nhau thì ta sẽ tạo ra một phân xưởng trong đấy chứa các cái thành phẩm mà mình sẽ dùng những vật tư đó. Để tí nữa chị hướng dẫn em xuất kho vật tư cho nó phù hợp. Nhá. Như chị vừa phân tích đây, bàn có thể là bàn loại A, loại B, loại C. Bàn này nó dùng bằng gỗ lim thì ta sẽ đưa ra một nhóm phân xưởng là bàn loại A. Bàn mà dùng cái gỗ ép chẳng hạn thì ta sẽ đưa một phân loại là loại B hoặc loại C. Em hiểu không? Rồi. Hay là bàn mà ta chỉ dùng được cái loại gỗ thông chẳng hạn thì ta sẽ ghi là bàn loại C. Bởi vì không thể nào cho bàn loại A mà xuất gỗ thông vào đấy được. Và tương tự như bàn loại B không thể xuất gỗ lim vào đấy được. Chính vì thế mà chị bảo em hãy phân loại, phân xưởng. Tức là phân xưởng đây để mình xuất vật tư cho nó phù hợp. Đúng không? Còn trên thực tế của em thì chỉ có một phân xưởng đó thôi. Và góc này là nhóm công nhân làm cho bàn loại A. Nhóm công nhân kia thì làm cho loại B. Em hiểu ý chị không? Hiểu mình tưởng rồi, tượng em đang lọc đây rồi. Đúng rồi, tách nó ra như thế để em hiểu là trên thực tế thì em có một góc này, nhóm này làm cho cái loại A, nhóm kia làm cho loại B. Thì trong phần mềm kế toán ta cũng phải thiết lập như thế. Để sao cho tí nữa mình xuất nguyên vật liệu vào cho từng phân xưởng nó phải phù hợp nhá. Rồi. Và đây như vậy, Hoàn, nếu mà có nhiều loại bàn khác nhau, em hiểu chưa? Thì ở đây em có thể ghi là bàn loại 1 nhá, phân xưởng bàn cao cấp chẳng hạn. Em hiểu chưa nào? Đây là loại 1, loại 2. Đây là chỉ ví dụ nhá. Nhưng mà nếu em không có thì em cứ tạo chung một cái là bàn đi nhá. Nếu mà nếu nói chung là tất cả loại bàn của bên em đều dùng chung một loại nguyên vật liệu hết đấy, chưa? Thì em chỉ tạo đơn giản là bàn thôi. Tiếp tục thêm phân xưởng gì? Tủ, đúng rồi. Tủ kệ, tự em tự làm tiếp chị. Tủ với kệ là mình đưa vô một nhóm hay sao chị ha? Tủ và kệ. Tủ với kệ, nhưng mà theo tính chất của nó, tủ với kệ có dùng một loại vật tư không? Tủ riêng, kệ riêng như thế đi nhá. Tủ riêng, kệ riêng và một nhóm nữa đó là loại khác. Khác, tức là khác tủ, khác kệ. Vì chị thấy là tủ của em cũng khá nhiều mã đấy chứ. Em đặt mà không cẩn thận là em sẽ chót nha. Em hiểu không? Dạ. Em đặt mà không đúng khoa học như hôm nọ chị dạy em là tủ thì có nghĩa là thành phẩm chấm tu, đúng không? Đây. Giống y chà, tức là đặt cho nó khoa học thì tí nữa em ghép nó hết được, không có nó chót. Nó chót tí được tính ra thành ra bị sai. Hiểu không? Ừ. Có nghĩa là nếu như trong sản phẩm mà trong cái đối tượng tập chi phí này mà không chọn các sản phẩm đấy thì giá thành của em nó không lên. Đúng không? Là cái này nó hơi quan trọng đấy. Mà mình vừa làm khoa học thì mình vừa làm đỡ vất vả. Em ở đâu nhỉ? Em Vũng Tàu chị. À Vũng Tàu à? Ờ đây cái nè. Tủ tuệ bán gỗ này sao chị ạ? Tủ này cũng cho vào tủ luôn đi. Nhá. Tiếp tục đi. Ờ mình chọn một phân xưởng hay là phân xưởng khác hay sao chị? Đúng rồi, phân xưởng. Kệ à? Tức là ngoài những cái sản phẩm chính của em ra ấy, thì còn một cái sản phẩm cuối cùng là cái loại linh tinh như giá treo ấy, rồi các cái bảng hoặc những sản phẩm nhỏ nhỏ khác ấy, thì em cho một cái phân xưởng khác nữa, hiểu không?
kệ này có nhiều không? Kệ này nhiều ớt là gì? Thôi em cứ cho một cái sản phẩm kệ nữa, hoặc là em cho vào một cái sản phẩm, một cái phân xưởng khác đi, là chuyên sản xuất trong đấy có kệ để cho đỡ bớt phân xưởng đi nhá. Mình chỉ được 4 phân xưởng thôi. Cái này như là khác hả chị? Đúng rồi, khác nhá. Cái sofa tay gỗ màu nâu này là không biết chắc là cái ghế quá hả chị? Sofa tay gỗ màu nâu. Sofa. Sofa là ghế. Cái này lát nữa mà em thêm màu ghế nhá. Ừ, em lại thêm màu ghế nhá. Rồi rồi rồi, em không hiểu để em hỏi thêm các cái anh kỹ thuật ấy. Là xem lại một tí nhá. Yeah. Muốn hỏi thì quay lại phần phân tủ ghế, phân xưởng ghế em bổ sung cho anh biết làm cái gì. Yeah. Em nhớ chưa? Tí nữa ghi lại nhá. Đây là bước thứ tư trong phân hệ giá thành đấy. Tiếp theo, em sẽ quay ra phần kho hôm nọ đấy nhá. Hôm nọ là chị đang cho em làm tạm để em xử lý cho chị cái phần bán hàng. Nhưng bây giờ chị sẽ bắt em cụ thể hơn bằng cách là có đâu nhỉ? Lấy dữ liệu đây. Không cần, mình bắt đầu từ năm 18 cũng được, cho đến sang năm 19 đâu, nó cũng chỉ đến năm 18 thôi. 31 tháng 12 thôi, ok, lấy dữ liệu. Thế thì ở đây chị sẽ vào cái chỗ loại chứng từ là nhập kho thành phẩm nhá. Thì bắt đầu chị click vào cái phiếu nhập kho đầu tiên và sửa lại cho chị là bên phần thống kê này ta cần chọn đối tượng tổng chi phí tương ứng. Em hiểu chưa? Đúng rồi, thì tí nữa mình mới tính được giá thành sản phẩm đấy nhá. Đây là bàn thì mình sẽ chọn bàn, bục mình sẽ chọn là khác, đúng không? Bục phát biểu ấy, pha khác, và cái này cũng là khác, bàn bảng này cũng là khác, đúng không? Rồi, tương tự như thế em sẽ về nhà sẽ hoàn thiện cho chị những cái này. Đồng thời em vào phân hệ bán hàng luôn, đúng chưa? Vào phân hệ bán hàng. Chọn năm nay, lấy dữ liệu lên, sửa lại cho chị tương tự như thế. Để mục đích là sau này chị sẽ dạy cho em những cái liên quan đến việc xem báo cáo của từng phân xưởng nhá. Đối với kế toán sản xuất thì bắt buộc phải chi tiết từng vấn đề ra, chọn loại là thuộc cái đối tượng nào thì sẽ nó sẽ ra hết báo cáo là doanh thu bao nhiêu, giá vốn bao nhiêu của từng sản phẩm nhập kho ấy. Ok. Vậy là cái hệ số thì mình mới làm được trên phần trên tỷ lệ trên Excel hả chị? Đúng rồi, cái tỷ lệ chưa đến lúc phải xong hết những cái này. Xong đó các chị sẽ hướng dẫn là tính tỷ lệ cho nó này, tính bài toán tỷ lệ cho các cái sản phẩm này theo từng kho này. Đó, xong về bắt đầu em mới xuất được vật tư ra ấy, hướng dẫn xuất kho vật tư cho từng kho này. Xong bắt đầu mấy chị mới hướng dẫn là tính giá thành này. Sau đó chị mới hướng dẫn cho em là trong cái giá doanh thu đó thì chỉ giá vốn chiếm bao nhiêu, trong đó nguyên vật liệu chiếm bao nhiêu, nhân công chiếm bao nhiêu, rồi chi phí chung chiếm bao nhiêu. Thì chị sẽ đưa ra cho em một cái mẫu định mức, nhưng mà định mức đối với dưới dạng từng phân xưởng, em hiểu không? Yeah. Không phải là định mức cho từng sản phẩm nữa. Và từ đó chị sẽ hướng dẫn cho em hoàn thiện các cái hồ sơ liên quan ấy, để cho sau này khi mà cơ quan thuế vào thì mình sẽ có những cái chứng từ liên quan để mình trình bày theo cái mà mình đang làm. Em hiểu chưa? Rồi. Thế thì bây giờ em sẽ về nhà hoàn thiện cho chị cái chỗ bán hàng, chỗ nhập kho thành phẩm. Rồi. Được chưa nào? Rồi. Ok. Thì để qua ngày lễ thì chị hướng dẫn tiếp. Bây giờ em làm nhá. Có gì gọi lại chị. Em hiểu bài không? Dạ, em hiểu rồi. Ok, rồi. Bye. Dạ.